xin chào tất cả các em. Chào mừng chúng mình trở lại với chương trình Dạy tiếng Việt lớp 2. Cô là cô giáo Nguyễn Khánh Linh. Trước khi bắt đầu vào buổi học ngày hôm nay, các em hãy chuẩn bị một số đồ dùng học tập sau. Vở ô ly, bút mực và vở nháp. Ở bài ôn tập trước, chúng mình đã được cùng cô ôn tập lại các bài đọc đã học này. Được luyện các kỹ năng đọc thành tiếng, đọc hiểu và kỹ năng nghe nói nữa. Ở tiết ôn tập ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng cô ôn lại cách nhận biết và sử dụng dấu chấm hỏi, dấu chấm than, câu hỏi, câu bộc lộ cảm xúc, câu kể sự việc, luyện tập kỹ năng viết. Nào, cùng cô đến với hoạt động đầu tiên nhé! Các em sẽ làm một số bài tập để ôn lại cách sử dụng dấu câu và nhận biết câu hỏi, câu bộc lộ cảm xúc và câu nêu yêu cầu, đề nghị. Chúng mình nhớ đọc kỹ yêu cầu của bài để có thể thực hiện đúng nhé! Bài tập 1. Quan sát tranh và chọn tên con vật, điền vào chỗ trống trong mỗi câu dưới đây. Khi quan sát tranh, chúng mình đều nhận ra có 4 con vật trong bức tranh đúng không nào? Ngõ kiến, khỉ, và voi nữa. Chúng mình đều nhận ra rằng mỗi con vật đang làm gì đúng không? Vậy bây giờ, các em hãy điền tên các con vật vào các vị trí còn trống phù hợp trong mỗi câu nhé! Chúng mình đã làm xong bài rồi đúng không nào? Cô mời các em nêu kết quả của bài tập nhé! Thưa cô, câu A em điền sóc, còn câu B em điền khỉ ạ. Còn câu C em điền voi và câu D em điền gõ kiến ạ. Cô cảm ơn hai bạn. Các em cùng đối chiếu với kết quả của cô nhé! Cô mời một bạn đọc cho cô cả 4 câu đã hoàn thiện lên nào! Sóc vùi những hạt thông xuống đất, khỉ đu dây mới giỏi làm sao, voi dùng vòi dọn sạch những cành khô, vì sao gõ kiến gõ đục thân cây. Bài tập đầu tiên khá đơn giản đúng không? Không làm khó chúng mình phải không nào? Bây giờ chúng mình hãy cùng cô chuyển sang bài tập số 2 nhé. Trước tiên, các em hãy đọc 4 câu ở cột bên trái một lượt nào. Sóc vùi những hạt thông xuống đất, khỉ đu dây mới giỏi làm sao, voi dùng vòi dọn sạch những cành khô, vì sao gõ kiến gõ đục thân cây. Bây giờ, các em hãy xác định xem câu nào hỏi điều chưa biết, câu nào bộc lộ cảm xúc và câu nào kể lại sự việc nhé. Các em có thể tìm câu hỏi điều chưa biết trước, rồi mới tìm tiếp câu bộc lộ cảm xúc. Cuối cùng, câu còn lại sẽ là câu kể sự việc. Các em đã làm bài xong chưa? Bây giờ cô mời một bạn nêu bài làm của mình nhé. Các bạn đang xem chương trình, hãy cùng đối chiếu kết quả của bạn nhé. Thưa cô, em nối câu A và C với 2.
câu B nối với 3 và câu D nối với 1 ạ. Vậy là chúng mình đã đều nắm được các kiểu câu cơ bản và vận dụng vào hoàn thành bài tập rất tốt rồi đấy. Cô khen chúng mình. Thật nhanh cùng cô chuyển sang bài tập tiếp theo nhé. Ở bài tập số 3, các em sẽ cùng cô ôn tập về dấu câu. Chúng mình đã được học 3 loại dấu câu rồi. Bạn nào giỏi nhắc lại giúp cô nào. Thưa cô, dấu câu mà chúng ta đã học là dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ, chúng mình hãy lựa chọn các dấu câu tương ứng với mỗi loại câu thích hợp trong bài tập sau nhé. Các em đã hoàn thành xong chưa? Cùng đối chiếu với kết quả trên màn hình của cô nhé! Cuối câu hỏi, điều chưa biết có dấu chấm hỏi. Vì sao gõ kiến gõ, đục thân cây? Cuối câu bộc lộ cảm xúc, có dấu chấm than. Khỉ đu dây mới giỏi làm sao? Cuối câu kể lại sự việc, có dấu chấm. Sóc vùi những hạt thông xuống đất. Voi dùng vòi dọn sạch những cành khô. Các em hãy ghi nhớ các dấu câu tương ứng với mỗi loại câu. Ghi nhớ để vận dụng khi viết câu văn sao cho phù hợp nhé. Nối tiếp nội dung ôn tập kiến thức tiếng Việt, chúng mình hãy cùng cô chuyển sang bài tập số 4 nhé. Các câu trong bài tập 4 nói về hai người bạn sóc và kiến trong câu chuyện Tớ nhớ cậu mà chúng mình đã học đấy. Bây giờ, các em hãy cùng quan sát và cho cô biết câu nào bộc lộ cảm xúc, câu nào kể lại sự việc và câu nào hỏi điều chưa biết nhé. Cô hy vọng 30 giây vừa rồi đủ cho chúng mình hoàn thành bài tập số 4 phải không nào? Bây giờ cô mời 3 bạn đọc bài làm của mình. Em thưa cô, câu hỏi điều chưa biết là vì sao lúc chia tay sóc, kiến rất buồn. Em thấy cuối câu này có dấu chấm hỏi ạ. Câu bộc lộ cảm xúc là sóc ơi, tớ cũng nhớ cậu. Cuối câu có dấu chấm than ạ. Câu kể lại sự việc đó là hàng ngày hai bạn thường rủ nhau đi học. Dấu hiệu nhận biết đó là cuối câu có dấu chấm. Em đã hoàn thành chính xác rồi đấy. Cô khen chúng mình.
Các em vừa hoàn thành xong 4 bài tập rồi đấy. Chúng mình đang bắt nhịp rất tốt với bài học. Bây giờ, thật nhanh cùng cô chuyển sang bài tập số 5 nào. Ở bài tập này, các em chỉ cần điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào ô trống. Rất dễ đúng không nào? Các em hãy nhìn này. Như các em đã biết, cuối câu hỏi dùng dấu chấm hỏi. Vậy theo cô, chúng mình nên tìm các câu hỏi trước để đặt dấu chấm hỏi vào cuối câu. Còn các ô chấm còn lại sẽ là vị trí đặt dấu chấm. Các em có 30 giây để làm bài. 30 giây, bắt đầu! Chúng mình đã làm xong bài chưa? Ai xung phong đọc bài làm nào? Thưa cô, hai câu đầu em điền dấu hỏi chấm, còn ba câu sau em điền dấu chấm ạ. Tẩy ơi, cậu giúp tớ một chút được không? Cậu muốn tớ giúp gì nào? Tớ muốn xóa hình vẽ này. Tớ sẽ giúp cậu. Cảm ơn cậu. Vừa rồi, chúng mình đã cùng cô ôn lại về câu hỏi điều chưa biết này. Câu bộc lộ cảm xúc và câu kể lại sự việc. Ngoài ra, các em đã ghi nhớ rất chính xác dấu câu nào tương ứng với kiểu câu gì. Chúng mình thật tuyệt vời! Bây giờ, hãy cùng cô chuyển sang bài tập cuối cùng nhé! Bài tập 6. Hỏi đáp về việc thường làm trong dịp Tết. Viết vào vở một câu hỏi và một câu trả lời. Bây giờ, các em hãy nghĩ nội dung câu hỏi cho phần hỏi đáp nhé. Nào, bây giờ cô mời các bạn cùng ghép cặp với nhau tham gia hỏi đáp theo yêu cầu của bài tập nhé. Nhớ là một bạn hỏi và một bạn trả lời. Bạn thường làm gì vào dịp Tết? Vào những ngày Tết, tớ thường xem TV. TV ngày Tết có nhiều chương trình hay. Còn bạn thường làm gì vào ngày Tết? Tớ thường giúp đỡ mẹ việc nhà. Bạn thường làm gì vào dịp Tết? Mình đi mua cây hoa đào hoặc cây quất với bố. Còn bạn thường làm gì vào ngày Tết? Mình thường bày bánh kẹo và hộp đựng mức để mời khách. Các em đã hỏi đáp rất tốt rồi đấy. Bây giờ, các em hãy viết một câu hỏi và một câu trả lời tương ứng vào trong vở ô ly nhé. Nhớ đặt dấu cuối câu hỏi và cuối câu trả lời sao cho chính xác. Học kỳ 1, các em được luyện viết đoạn văn giới thiệu về bản thân mình, giới thiệu về đồ vật, miêu tả một đồ vật, viết tin nhắn và viết bưu thiếp. Các bài học trong học kỳ vừa qua, chúng mình cần xem lại để nhớ lại cách viết sao cho đúng yêu cầu nhé. Ở bài học hôm nay, chúng mình sẽ cùng cô ôn lại cách viết đoạn văn giới thiệu một đồ vật qua bài tập đầu tiên trong nội dung luyện viết nhé. Sắp xếp các câu dưới đây theo thứ tự hợp lý để tạo thành đoạn văn. Đây là đoạn văn giới thiệu một đồ vật rất quen thuộc với chúng mình đúng không nào? Nhưng các câu văn đang bị đảo trật tự. Các em hãy đọc kỹ từng câu, sau đó sắp xếp lại các câu thành một đoạn văn phù hợp nhé.
Chắc hẳn chúng mình đều đã sắp xếp xong rồi, đúng không nào? Bây giờ chúng mình hãy trả lời cho cô biết câu nào sẽ mở đầu cho đoạn văn nhỉ? Theo em, câu mở đầu đoạn văn là câu cái trống trường em được đặt trên giá gỗ chắc chắn. Câu thứ hai sẽ là câu nào đây? Thưa cô, là câu thân trống được ghép bằng những mảnh gỗ nhỏ. Còn câu thứ ba thì sao nhỉ? Đó là câu hai mặt trống hình tròn được bịt bằng da. Rất giỏi. Vậy câu thứ tư? Bác bảo vệ cầm cái dùi bằng gỗ đánh vào mặt trống, tiếng tùng 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 vang lên. Các em đã làm đúng rồi đấy. Vì vậy, chắc chắn rằng câu cuối cùng sẽ là tiếng trống giúp chúng em biết giờ học, giờ ra chơi, đúng không nào? Bây giờ, cô mời một bạn đọc lại cho cô đoạn văn với thứ tự đúng nhé. Cái trống trường em được đặt trên giá gỗ chắc chắn, thân trống được ghép bằng những mảnh gỗ nhỏ, hai mặt trống hình tròn được bịt bằng da. Bác bảo vệ cầm cái dùi bằng gỗ đánh vào mặt trống, tiếng tùng, tùng, tùng vang lên. Tiếng trống luôn nhắc nhở chúng em biết giờ học, giờ chơi. Các em hãy quan sát lại một lần nữa nhé. Đoạn văn được trình bày hoàn thiện như sau. Vừa rồi, chúng ta đã sắp xếp lại các câu văn để tạo thành một đoạn văn đúng. Bây giờ, các em hãy cùng trả lời những câu hỏi sau nhé. Bài tập 2. Trả lời các câu hỏi về đoạn văn ở bài tập 1. Đoạn văn giới thiệu đồ vật gì? Đoạn văn giới thiệu những gì về cái trống? Bây giờ, cô sẽ mời một bạn trả lời hai câu hỏi với cô nhé. Theo em, đoạn văn giới thiệu về đồ vật gì? Thưa cô, đoạn văn giới thiệu về cái trống trường ạ. À, thế đoạn văn giới thiệu những gì về cái trống nhỉ? Đoạn văn giới thiệu vị trí đặt trống, giới thiệu về các bộ phận của trống, thân trống, hai mặt trống, giới thiệu chất liệu của thân trống và mặt trống, cách sử dụng trống và ích lợi của cái trống ạ. Rất giỏi, cô khen em đã rất tinh, phát hiện được ra câu trả lời chính xác rồi đấy. Vậy, để giới thiệu về một đồ vật sao cho hay và đủ ý, chúng mình hãy nhớ lại cách viết dựa vào gợi ý mà cô đã hướng dẫn trong các bài học trước đây nhé. Em muốn giới thiệu đồ vật nào? Đồ vật đó có đặc điểm gì? Em dùng đồ vật đó như thế nào? Nó giúp ích gì cho em trong việc vẽ tranh? Cảm ơn các em. Thêm vào đó, chúng mình hãy nhớ cả cách viết đoạn văn tả một đồ vật nữa nhé. Câu mở đầu. Em muốn tả đồ vật nào? Nội dung. Đồ vật có đặc điểm gì nổi bật? Chất liệu, hình dáng, màu sắc. Kết đoạn. Tình cảm của em với đồ vật đó ra sao? Em giữ gìn nó như thế nào? Các em hãy dựa vào gợi ý để luyện viết đoạn văn giới thiệu đồ vật hoặc tả một đồ vật nhé! Ngày hôm nay, chúng mình đã cùng cô ôn lại các kiểu câu đã học. Câu hỏi, câu bộc lộ cảm xúc này, câu nêu yêu cầu đề nghị và câu kể lại sự việc nữa đấy. Ngoài ra, chúng mình còn được cùng cô ôn lại cách viết những đoạn văn đã học. Cô mong chúng mình hãy cùng phát huy tốt hơn trong buổi học lần sau. Hẹn gặp lại chúng mình trong các tiết học tiếp theo. Thầy cô, bố mẹ và các em học sinh ơi, hãy like và subscribe kênh YouTube VTV7 để đón xem trọn bộ chương trình Dạy tiếng Việt lớp 2 nhé.